nhất là những dịp trình diễn để nói về cái tinh thần bất khuất của cộng đồng, của dân tộc. Và sau đây sẽ được gửi quý vị qua nhóm tinh nhạc Hương Ca, nhạc phẩm Cô Gái Việt. Một tràng vỗ tay thật lớn cho quý chị ở đây. Và đó là nhạc phẩm Cô Gái Việt, sáng tác của nhạc sĩ Hùng Lân, gửi đến quý vị cho nhóm Tinh Hoa Hương Ca trình bày. Hồi nãy cái câu hỏi của Diệu Quyên là người đàn ông thì chọn cô gái miền Bắc, miền Trung hay miền Nam. Ấm thì không phải, nhưng mà mình nghĩ rằng là thật là khó trả lời. Nhưng mà mình mới nhớ được một câu, tại vì chúng tôi sắp sửa giới thiệu cái bài hát tới, thành ra vì vậy mới liên tưởng đến cái câu trả lời đó. Người ta bảo là anh hùng thì không qua khỏi cái ải mỹ nhân, lúc nào thì cũng phải canh cánh thì không biết chọn ai cả. Thì cái bài hát kế tiếp nó cũng nói về tâm trạng không phải của người đàn ông bình thường mà là của một ông vua, trong lúc mà đang suy nghĩ là làm sao lấy lại đất nước mà bị giặc xâm lược chiếm, mà vẫn nghĩ tới cái chuyện tình yêu của mình. Thật ra để quý vị nghe thử cái bài hát này rồi có thể giúp cho chúng tôi hay giúp cho chú Lực chọn được cái câu trả lời như thế nào. Chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức cái nhạc phẩm này. Là một nhạc phẩm mới của một nhạc sĩ trẻ tên là Đinh Dũng, mới sáng tác nhưng mà đã được trên YouTube, người ta nói đã được 1 triệu lượt người xem rồi. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị nhạc phẩm Đế Vương, sáng tác của Đinh Dũng qua tiếng hát của Huy Tuấn. Hai đất nước ngỡ như dân an ta sẽ
chẳng bao giờ buồn. Nào đâu một hôm ngao du nhân gian chạm một ánh mắt, khiến cho ta mê ta say như chốn thiên đường. Trời cao như đang chiều người thân ta khi bông hoa ấy, ngỡ như trao cho thân em một nam nhân thường. Dần lòng ta ban cho bông hoa thơm hồi về cung cấm, khiến em luôn luôn bên ta mãi mãi không buồn. Mà nào ngờ đâu thân em nơi đây tâm trí nơi nào, nhìn về quê hương em mong tư tư nặng lòng biết bao. Một người nam nhân không vinh không hoa mà có lẽ nào, người lại yêu thương toàn tâm ơn ta một thế vương sao. Giọt lệ cuốn vương không khi nào rơi khi nước chưa tàn, mà tình chưa êm nên vương trên mi giọt buồn chưa tràn. Đành lòng cùng tay cho em ra đi về mối tình vàng, một lúc cuốn vương nghi nghi mai vòng những tiếng nắng tan. Hey! Cuốn vương mang trong con tim hình hài đất nước, ngỡ như dân an ta sẽ chẳng bao giờ buồn. Nào đâu một hôm nhau du nhân gian cho một ánh mắt, khiến cho ta mê ta say như chốn thiên đường. Trời cao như đang chiều người thân ta khi bông hoa ấy, cho mang con tim trao cho một nam nhân thường. Dần lòng ta ban cho bông hoa thơm hồi về cung cấm, khiến em luôn luôn bên ta mãi mãi không buồn. Mà nào ngờ đâu thân em nơi đây tâm trí nơi nào, nhìn về quê hương em mong tư tư nặng lòng biết bao. Một người nam nhân không vinh không hoa mà có lẽ nào, người lại yêu thương quan tâm hơn ta một thế vương sao. Giọt lệ cuốn vương không khi nào rơi khi nước chưa tàn, mà tình chưa êm nên vương trên mi giọt buồn chưa tràn. Đành lòng cùng tay cho em ra đi về mối tình vàng, một cuộc cuốn vương nghi nghi mai phong những tiếng nắng trong con tim hình hài đất nước. Ngỡ như dân an ta sẽ chẳng bao giờ buồn. Nào đâu một hôm nhau du nhân gian chạm một ánh mắt, khiến cho ta mê ta say như chốn thiên đường. Và đó là nhạc phẩm Đế Vương, thưa quý vị. Thì tôi xin cảm ơn rất nhiều. Qua phần trình bày vừa qua của ca sĩ Huy Tuấn. Hình như cái áo dài của Huy Tuấn vạt trước nó cũng hơi bị ngắn. Hoàng Dũng có thấy không, trong cái bài hát nói là tình chưa êm thì nước chưa tàn, cho nên vua cũng không có quyết định được là phải chọn người nào trong cái ba miền như thế. Ngày hôm nay thì thưa quý vị, với nhạc phẩm kế tiếp là một nhạc cảnh chúng tôi xin đặc biệt gửi đến quý vị. Đây là một nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang. Ông đã viết lên nhạc phẩm Việt Nam quê hương ngạo nghễ. Và chúng tôi biết chắc rằng trong khán đài này, trong hậu trường này thì có rất nhiều quý vị chúng ta đều biết nhạc phẩm này. Và nếu quý vị biết thì chúng ta cùng nhau hát cùng với nhóm nhạc phẩm kế tiếp. Và chúng tôi sẽ được biết đằng sau thì sẽ được thay đổi là không phải là bài nhạc cảnh Việt Nam quê hương ngạo nghễ, mà là tình ca Tôi yêu tiếng nước tôi, phải không thưa chị? Dạ vâng. Vâng, khi mà nói tới Tôi yêu tiếng nước tôi, đây là bài cũng yêu tiếng của nước ta đấy, phải không? Và cũng như là ở trên sân khấu, trên đây chúng tôi nhận một cái text rất là dễ thương của chị Quyên Trần. Đói bụng quá, Diệu Quyên và Dũng ơi, nhưng thương chương trình quá công phu và hai MC quá dễ thương cho nên chị vẫn ngồi ở đây cho tới bây giờ. Cảm ơn chị Quyên Trần, em cũng đói bụng lắm thưa chị. Đúng ra là chúng tôi cũng, đó là những cái lời nói đùa vui, nhưng chúng tôi cũng thành thật
Cảm ơn tất cả quý vị đã đến đây, tuy rằng ít nhưng mà ngồi đủ đến phút chót. Đây là không những là cái sự nhỏ đó là ủng hộ cho hội ung thư, hội cao niên Á Mỹ, mà cái lớn đó, dạ, tại vì chúng tôi vừa mới làm cho chương trình trong cái hội ung thư Việt Mỹ á. Hồi xưa lúc mà nhạc sĩ Nguyễn Hiền còn sống, khi mà làm việc nhiều quá với hội cao niên Á Mỹ thì nhạc sĩ Nguyễn Hiền cố nhạc sĩ Nguyễn có bảo cái này thành hội cao niên Á khẩu rồi, không nói được nữa. Nhưng mà hôm nay thì vẫn còn quý vị ngồi đây thì chúng tôi vẫn còn cố nói, mặc dù không những đói bụng mà còn không có sức để đẩy cái podium lên xuống là chị Diệu Quyên ạ. Và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị cùng trở lại và thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu Tứ Nước Tôi. Và đây là nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Phạm Duy gửi đến quý vị, bài Tình Ca Bất Hủ, qua phần trình bày của ca sĩ Kim Khuyến với vũ đoàn Việt Cầm. Và với nhạc phẩm này thì chị Quyên cũng xin được tạm biệt quý vị cùng với lại luật sư Nguyễn Hoàng Dũng, và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kế tiếp. Xin cảm ơn quý vị. Cao
Kim Khuyến và Vũ đoàn Việt Cầm. Hồi đấy chúng tôi con lỡ lời thay vì nói hội cao niên Á Mỹ, nói lỡ thành hội ung thư Việt Mỹ. Cái đó cũng chưa sao, cũng có một lần đứng ở trên sân khấu này giới thiệu bài hát Ải Chi Lăng, đang nói về những cái chiến tích lừng lẫy, những tiếng hò reo của quân, nói thành giò heo đó. Thành ra bây giờ chỉ có mấy 5 giờ, chị Quyên đừng có than đói. Kẹo chút đấy, em lại giới thiệu lộn sang. Có vị có thấy là tiếng Việt Nam chúng ta phong phú không ạ? Khi mà còn tiếng Việt Nam mà phong phú như vậy, mà chúng ta còn yêu tiếng Việt Nam, thì chắc chắn là sẽ còn đất nước Việt Nam. Và không những chỉ còn đất nước Việt Nam, mà còn một cách oai hùng, một cách ngạo nghễ nữa. Thì chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị tiếp theo lần.